Rồi như vậy là cô về đây là sống tới bây giờ là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu năm mà cô Tâm? Hồi chưa qua Bình thì tôi có cóc ở Hòa Hảo, ở cái theo cửa chùa đó, Dạ. chỗ hai tiết, chỗ cô Tư Không nữa, cô Tư Không đồ mất hết rồi. Dạ. Hồi đó cắt một cắt cóc trong đó đó, Dạ. rồi tới chừng mà cái năm qua Bình đó, cái Út qua bển nó Dạ. kêu, ông nói chị ở đây nha, mấy hỏng là lên bệnh viện làm nha, rồi mấy em bằng đêm cái mấy ông bắt hồi hộp, rồi mấy ông dắt chị đi luôn. Hồi đó cũng còn nhỏ sợ, hỏi cho mình mà hồi hộp bằng đêm rồi dắt đi luôn rồi làm sao, sao đâu cái hút hù hoài, tôi cũng sợ nữa. Cái anh tiếp rồi út theo ông nói hoài, rồi cái hai tiết tôi cũng nói nó thông mấy thôi đi út với chị Tám ơi, bên này đông còn bển út có mình ơn, ở có mình ơn mà hồi đó bị đất thì còn của người ta đó, rồi út cất con cái khóc mà. Ở Châu Leo à, rồi vắng vẻ quá à. Thôi ông ấy đi bển ở với út đi, cho nên thôi vậy cũng được, phải mà tại vì út ở vắng vẻ quá thì tôi qua bên ở cho các bạn, chứ còn không thì tới luôn cũng mất công. Cái ông này chị lo gì, chị mà ừ tí có người dạy cốc gì đi à. Rồi cái mấy cái nó vậy thôi, hay út bảo bển một mình mà anh vắng vẻ quá thì không tiện thì tôi qua ở với út. Rồi cái thứ này cái giờ mới đi dở cái cốc ở bển, giờ qua bên này, giờ qua bên này rồi đó ở chung với út, chung với út thời gian rồi cái bị út sau này cái có ăn nội đồ lên đó, rồi có đứa này đứa kia rồi kia hơi đông, cái tôi nói thôi đông quá để tôi có ăn này nên tôi niệm Phật cho nó dễ. Chứ ở đông rồi cái nói chuyện người này niệm Phật người kia nói chuyện nó cũng Đồng không, quá. nó không tiện, tôi thích yên tĩnh. Bây giờ tức thầy dạy mình chọn, nên chọn một hơi thanh tịnh ấy, rít rần bất nhiễm mới là yên, mới là yên ổn lánh trần gian, chí nguyện mới tiêu diêu cảnh Phật đàn. Thành ra thôi để tôi lại đặt tôi gấp đặt tôi cắt cái cốc nhỏ này nè, cắt hồi đó cắt cái cốc nhỏ, rồi cái sau này cái bị mối mọt ăn đó, rồi cái Loan nó mới về bà Đà Vỡ Quỳnh Kim Loan đó cho anh Văn đó, hai vì tôi với Kim Loan thì bà con cô cậu Chị Loan đó ha. nhà Kim Loan đó cho hai nay anh Văn cắt gì tám mốt một ăn hết trơn rồi, anh cắt lợi đi để ông thôi có ngày chi té là nguy hiểm. Rồi anh Văn nó đưa tiền không biết đưa nhiêu không biết, rồi đem qua mới đưa cho ba Tâm, nói giờ tôi có nhiều tiền đó anh cắt lại cho tám đây nha, thiếu đủ gì anh chịu với chứ tôi không biết. Tôi chú có nhiều chú bà Tâm cái dầu ha. Tâm chủ quà đó với út mót trong này nè, rồi hai người ra đứng cất, đứng cất tôi gặp kéo thiếp vô tôi nói Tâm ơi Tâm cái lọc tiết nóng chết cô ở gì được, sao cô này mệt sao lụp lụp lá cho nó mát, anh không sao con còn lo cách nhiệt, giờ con đóng lo phòng nữa là nó không nóng Đúng rồi, làm gì thấy chứ nó mát quá. với lá bây giờ khó lắm. Nó mắc cần thiết nữa mà nó hiếm có nữa. Rồi đi rồi mới là ngày cắt đó cắt thời đó đến nói thôi kệ vậy đi, mà thấy cũng không có nóng không nghe đây Mát nó vô thấy mát. nhờ có Có lò phòng nữa ha, lò phòng. coi là lót ở trên một lót cái Cách nhiệt đó ha. cách nhiệt đó, ở dưới này đóng lò phòng nó gây đỡ không có nóng luôn. Thì thấy bây giờ mình ráng mình tu riết rằng giới Phật. Với cái theo cái cuộc sống bây giờ, theo đối với con cũng vậy, như cô hồi xưa đến giờ mình thấy cái điều mà quan trọng nhất cái cuộc sống mình là cái gì vậy cô ta? Cái gì mà quan trọng nhất trong cuộc đời mình theo cô thấy? Tôi thấy cái tâm thanh tịnh là quan trọng nhất. Rồi mình làm sao mà mình được cái tâm thanh tịnh đó ta?
Hiện tại giờ mình Tâm làm nó sao? thanh tịnh thì Đức Thầy có dạy lục căn mình không nhiễm lục trần, lục căn mình không nhiễm lục trần thì cái tâm mình nó yên tĩnh, cũng như nước ở dưới sông á, mà không có sóng thì nó yên, nó không có trong, còn có sóng đánh thì nước nó đục. Mà mình muốn cái tâm mình cho nó sáng á, cái trí mình cho sáng á, thì mình phải làm cho cái tâm mình yên tĩnh. Mà ai muốn cái tâm yên tĩnh thì lục căn đừng có nhiễm lục trần, Tức thì là thấy sáu vậy căn. đó hả? Sáu căn cho nó đừng có nắm nhiễm lục trần. Được thanh tịnh. Cho nên cái tâm mình được thanh tịnh, mà để thầy cho biết là tâm bình tĩnh được thì pháp huệ. Thành ra mình theo lời thầy dạy, làm việc theo lời thầy Mô Phật. dạy. Thành ra cố gắng vậy đó, bởi tôi thích ở chỗ yên tĩnh đó, ở Trung Úc mà tới sau này đông hơi đông đông cái thôi tôi tách ra ở mình ở này, ở mình ăn dễ được Phật. Con xin phép hỏi 8 năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ta? Hôm nay tuổi thiệt tôi là 83, còn tuổi Cái hiện tại trong cuộc sống á, tới giờ con có thể chia sẻ về vấn đề mà cái người tu mình có được những cái triệu chứng giảng sanh hay hoặc là có những cái điềm lạ gì, cô đã có chứng kiến được một vị nào không cô ta? tôi thấy được, tôi thấy là bác mười tôi này là cái ông tôi đương thờ nha, là anh của ông già tôi, ông thứ 10, ông già tôi thứ 11, mà hai ông bà là không có con, tại vì hồi nhỏ mới sinh tôi với người chị thứ ba với người anh thứ tư, về chỉnh nuôi tiếp, bây giờ ông già tôi thì con đông sinh nuôi. Thành ra cái tới chừng mà ông già rồi đó, cái ông mới nghỉ làm việc rồi ông mới về đây nè, cất cái cốc dưới sông ở với hai ông bà ở. Mà tối ngày hai ông bà không có nói chuyện, mình sinh hoài. Rồi cái bữa đó cậu út tôi ở Sài Gòn về, cái mua bánh bao về cho ông ăn, cái ông bẻ ra ông gặp tiếng dịch, cái ông trả lại mà ông không nói chẳng lừng tin nè. Cái tôi mới hỏi cái sao lâu lâu cậu út về một lần mà ông không nói chuyện chơi nè, ông nói niệm Phật, ông nói vậy nè, rồi không có nói nữa. Mà tối ngày ông lừng tin không niệm Phật lại. Vậy mà sao ông không có đau, ông uống thuốc gì chưa nha, không có đau bệnh gì chưa. Rồi bữa đó còn, hồi đó còn ăn cơm tập thể bên nhà năm qua, nhà bên đây nè, còn ăn cơm tập thể vậy hãy còn treo cái kiển, hãy gõ can can cái thì hội về đó ăn cơm, ăn cơm rồi cái bữa đó ăn cơm cái ông già của Úc Châu, ông già bà già Úc Châu ở chỗ cái gò nè, còn ở dưới cái ông sao ông đi bộ, ông đi qua bên đó đó, ông thăm cái Út Đồng mới gặp nè, bác mừng bác mừng bác đi đâu bác mừng, hôm nay đi thăm ông hai, ông nói vậy đó, ông còn đi té té hả. Cái Út Đồng nói mình ăn cơm tiếp xuống coi hai ông già nói gì. Thế tới chừng ăn cơm rồi cứ đi xuống thì mấy ông nói với ông kia thôi giờ mình già buông hết cho niệm Phật, đặng mình được việc Phật rồi thì ông đi về. Thì ông còn mạnh chứ đâu có gì đâu, đâu có uống thuốc men gì, rồi ông đi về, ông đi tê tê về. Cái sau qua chừng 3 bữa sau cái bà mới đi qua chơi nhằm ngay bữa cơm, cái Út Đồng mới nói bác mời, bác mời sẵn bữa mời bác dùng cơm, bác mời bác nói bác cười bà dễ lắm. Cái nhau ăn cơm thì ăn cơm vừa rồi à, còn ngồi uống nước đó thì nhẫn nhẫn mà chị của Xuyến đó, Xuyến bà đấu rồi đó, Phương rồi đó, ở cất cốc của đó đây nè, chạy qua cho hay nay cô Tám ơi, cô Tám bữa nay sao ông nội Phật lớn quá lớn. Đồng nói đâu 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 chạy qua coi, chị riết ra coi thì thấy ông nằm sửa tay tới chân ngay ông niệm Phật lớn 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 lớn, hầu ông niệm nhỏ 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 rồi ông đi luôn. Cái ông Đồng nói ồ quá ngon rồi, ông mời ông đi sao mà quá ngon, ông không đau ốm gì trơn mà ông niệm Phật không đi. Hết sức quý anh cô. Rồi cái tôi nói bây giờ làm sao mà đi vô Tân Hiệp cho chị Năm chống hay mới được, chứ không thôi chị nào không cho hay là chị cự dữ lắm, mà chị ra chị khóc lắm, chị nội thì chị rước về hoài nuôi hoài mà không có chịu.
ở đây ông niệm Phật đó, ở đây yên tĩnh dữ lắm. Dạ. Rồi thành ra mới mượn phấn giống á, đi vô trong Tân Hiệp nó kêu cho hai giùm vô trống. Hồi đó mới rồi mình ít sự xe, đi vô trống rồi cái về không có xe về, qua bữa sau vậy đó mới về. Rồi ở nhà đâu có dám liệm, để chờ chỉ ra đem thôi, chỉ không thấy mặt thì thôi chỉ giấy tử với cấp nữa. Cái gì dễ thương con người dữ lắm mà năn nỉ ông hoài không có chịu ở, nuôi ông không chịu. Thành đã tới để chờ qua bữa sau vậy đó, mà khi ăn lên còn nhiều nhiễu lúc đầu ông mười sao nhiều nhiễu ha, ông người ta đi người ta cứng còn nào, để qua bữa sau mà cũng còn nhiều nhiễu vậy đó. Lạ quá con. Dạ rồi cái ông mất rồi cái cháu của bà đó mới rước bà về ngoại nuôi, bà sống tới 103 tuổi. Tàn hay gì đó. Vậy thì năm đó tôi có ra thăm hồi chín mươi mấy tuổi đó ha, thì ông bà cũng còn mạnh dữ lắm, ra gần tới rồi bà chạy riết ra bà nói ngồi tổ mới ra thăm tạm đó, ông mừng hết tiếng mừng rồi. Rồi tới chừng mà bị hồi đó đường đi cũng khó khăn quá à, là cũng ít có đi vì ở xa nữa, ở xa nữa. Rồi cái sau thăm lần nữa thì tới 103 tuổi mà bà ngồi vậy nè là hết có đi được rồi à, già quá già. Đạo thì thấy bây giờ tu thì nó cũng rất đông, cái thời tuổi của cô á rất là đông, nhưng mà sau khi thời gian cái từ từ giống như ta nó lơi mỏi á, tức là nó yếu dần đi theo năm tháng. Theo cô thấy vậy là cái bị cái nguyên nhân sao, cô tác đức tin mình hay sao? Yếu là tại cơ thể yếu hay Không, là tức là cái đường tu tâm á, đường tu cái hả? đường tu nó yếu và tới nhiều khi ta nghĩ luôn. Tại không có chí bền. Bởi Đức Thầy có nói giả tu hành chẳng có chí bền, bởi ta ngã theo nơi mộng màu. Thầy không có chí bền với người ta tu mà không, ta không có hiểu được cái chân lý, người ta không có tìm thấy được cái vui trong cái lẽ đạo, ta không có thấy được cái niềm vui á, thành ra người ta không có ham, cho nên ta mới bị sa ngã. Chứ con người tu rồi em mà đi sâu vào cái đạo, cái tâm được thanh tịnh rồi, cái trí cái sáng rồi, thấy được cái niềm vui trong cái cửa đạo đó, cái niềm nghĩa là vui đó nó phấn chấn rồi nó làm cho mình càng ngày càng tinh tiến thêm, chứ không có bao giờ sụp hết. Bữa giờ tôi theo tôi nghĩ thì cái người tu cũng như cái người học trò trong lớp vậy đó, nếu cái người học trò mà học giỏi á thì ta ham học, phải không? đúng rồi. Ta ham học bởi vì người ta hiểu biết rồi, người ta thi đậu rồi này kia nọ, ta lên lớp hoài ta ham lắm. Còn cái người mà lười biếng á, bê tha học dở rồi đó, thì bị thầy rày học không có hiểu biết cái gì rồi thua sút người ta, rồi cái chán nản buồn bã rồi thôi học. Thì cái tôi theo tôi suy nghĩ cái việc tu với cái việc học, cái người tu mà đi sâu vào cái đạo rồi thì ham tu lắm, bất cứ giàu cho gặp cái hoàn cảnh khó khăn gì người ta cũng vẫn tiến bộ được, ta cũng không bao giờ sa ngã, mà lại càng càng khó chừng nào ta càng lại bình chí hơn chừng nấy, ta càng cương quyết chừng nấy, cái gì anh đang gặp cảnh nào cũng không sao hết. Còn cái người mà đi sa ngã là tại vì chưa có đi sâu vào cái đạo, chưa có thấy cái niềm vui trong cái cửa đạo. Ta tưởng đâu tu là buồn chứ tự thật tu nó có cái niềm vui, có cái người tu cái niềm vui đó nó thâm trầm, nó màu nhiệm, chứ không phải như cái vui mà nhộn như người đời thoáng chốc rồi buồn, không có. Thành ra cái người tu mà đi sâu vào cửa đạo rồi là bất cứ một cái việc gì và làm ai làm cách gì và cũng không bao giờ ra ngã hết, vì người ta hiểu được cái chân lý rồi, nắm chắc chân lý rồi. Theo cô tu vậy là mình đối bản thân cô mình có ước ao thầy về không cô? Tôi hả? Tôi thì cũng có vậy, cũng có ước ao thầy về, bởi vì mình cũng mong mỏi thầy về sao nặng mà cứu độ chúng sanh,
Chứ thấy cái thời buổi này, thứ nhất là cái thời buổi này thì cái niềm hy vọng của mình à, vậy đó mà à, mình thì lúc nào mình cũng muốn được gặp thầy Dạ. thành ra hy vọng vậy đó, nào mà cứu độ chúng sanh, coi chứ Phật thì có cái màu nhiệm cứu độ chúng sanh dễ, chứ còn chúng sanh bây giờ thì mê rồi cái khó tỉnh lắm, mình không có cái đức độ đó, độ ta không Dạ. nổi. Dạ. Còn như cái tiền thầy về là thầy cứu độ nó dễ, chứ tại vì Phật thì có đức, có đức thì nói ta mới nghe, Dạ. còn không có đức mình không đức, thiếu đức mình nói ta ít có nghe. Dạ. Dạ. Theo cô nhận định về Phật giáo Hòa Hảo là mình một số người như từ thiện các nhà rồi kiếm thuốc nam rồi ngồi niệm Phật rồi nấu cơm cháo, nó tóm là các việc từ thiện và ở cốc để tu hành hoặc là nuôi cha dưỡng mẹ. Theo những điều đó cô thấy cái điều nào mà nó quan trọng mình để cần làm mà cô ta? Theo tôi thấy thì cái điều nào cũng cần làm, bởi vì mình cất nhà từ thiện phước đức thì cái đó nó thuộc về cái phước, còn mình trở về nội tâm mình lo tu tịnh á thì nó thuộc về cái đức, Dạ. cái đức á, thì nó mới là được giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn mình tu phước á, thì bởi vì đức thầy cũng có dạy phước nhiều thì tiên cảnh lên rồi, tu phước á, thì mình được vào cõi tiên, mà cõi Dạ. tiên hưởng ớt phước rồi còn trở lại, Dạ. còn về cõi Phật á, thì vĩnh viễn trường tồn đâu còn trở lại nữa. Dạ. Mình nói vậy đó, tao thấy vậy đó Tức là mà cái được. gì cũng tốt. Dạ. Và mà bằng nhiều thì cái người có thiện căn á thì ta trở về nội tâm tâm mới tu giải thoát được, còn cái người mà như cái nghiệp còn nặng đó thì ta tu phước nó dễ, nhưng mà Dạ. từ từ người ta tiến lên Dạ. nha. Từ từ tiến lên vậy đó. Chứ mình chuyển đổi nó không được cho con. Thí dụ mình chuyển đổi một, thí dụ mình làm phước đi, nhưng mà cái tâm mình không mong cầu hay hoặc là không gì hết, có thể nó chuyển đổi thành cái công đức không cô? Được, chuyển đổi thành công đức rồi đấy, Dạ. đó là phước huệ Vậy tâm tu đó. vậy thì cô có thể chia sẻ thí dụ người ta cắt nhà. Thí dụ như các nhà cho anh ta, mình cắt nhà cho anh ta mà mình không cầu danh không cầu lợi, mà trong lúc làm mình chỉ lo niệm Phật, hoặc mình khuyên người ta này làm việc lành việc phải niệm Phật rồi đó, thì chẳng những nó có phước đức mà nó có công đức nữa, nó cả hai đó, Dạ. còn hơn là cái người ta ngồi tu tịnh nữa, bởi vì mình có niệm Phật Dạ. thành ra mình giúp đời cái nữa và mình khuyên người ta nữa, Dạ. thành ra nó vậy đó, nó Nó cũng quý hơn cái. quý hơn, quý Dạ. lắm. Chứ nếu mà mình làm không, mình không biết niệm Phật thì cái phước nó Dạ chỉ về chỉ được việc cái phước thôi à, phước phước báo thôi. dạ chỉ phước báo ở cõi nhân thiên, Dạ. dạ mình làm phước thì được hưởng cái phước báo ở cõi người hoặc ở trời, còn công đức thì mới về cõi Phật.